Xin chào quý khán giả đang theo dõi chương trình Văn hóa Nhân Bản và Đặc Biệt. Hôm nay chúng tôi có một cái khách mời đặc biệt đến trao đổi với chương trình. Xin chào anh Nhất Nguyên. Anh có thể giới thiệu cho quý khán giả của chương trình Văn hóa Nhân Bản và Đặc Biệt đôi điều về bản thân anh này ạ? Dạ, kính thưa quý vị, tôi anh chờ tí xíu, chờ tôi tí xíu nha. Cả chừng 15 phút nữa tôi nói chuyện với anh. Dạ, ngồi đây cũng được. Anh đọc báo đi anh. Xin lỗi quý vị, kính thưa quý vị, giờ này thì cái ngày chủ nhật nhưng mà tôi có một số khách hẹn, nhưng mà bây giờ có một khách nhưng mà có điều với công việc thì để sau. Xin giới thiệu, tôi là Đông y sĩ Nhất Nguyên, đang ở Houston. Thì trước đây thì tôi đã từng kinh nhiều cái vị trí trong cộng đồng cũng như hội đồng giám sát, nhưng mà thực sự đối với cái con đường đấu tranh hôm nay và cái con đường phục vụ hôm nay ấy, thì tôi đã từ nhiệm trong cái hội đồng giám sát, thì hôm nay tôi đến với quý vị với tư cách cá nhân. Cũng xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe câu chuyện và về bản thân tôi. Cảm ơn, chào cô Tạ Phong Tần. Dạ, chào anh. Vừa rồi á, cái thông tin ở trên mạng internet đó là cho thấy nhóm của ông chính phủ tự xưng Đào Minh Quân tổ chức một cái lễ gọi là công bố kết quả bầu thủ tướng của người Việt đối với ông ta ở tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ, thành phố Westminster, Nam California. Cái video đó thì chắc là anh Nhất Nguyên cũng có xem rồi. Và đồng thời cũng ngày 29 đó và ngày 30 tháng 4 cũng có những cái video của truyền thông tiếng Việt ở Nam Cali và phát lên trên mạng internet và trên các cái cơ quan truyền thông lớn như là đài SBTN hay là báo Người Việt, cái buổi lễ tưởng niệm ngày đối với các chiến sĩ trận vong ngày 30 tháng 4, lễ gắn tên đường, tức là cái con đường đại lộ Bonsa trước đây đó, được thêm cái tên là đại lộ Bonsa Trần Hưng Đạo, cũng tại thành phố Westminster. Đồng thời có những cái video mà đồng bào tị nạn ở đây tổ chức kỷ niệm cái ngày quốc hận 30 tháng 4 ở tượng đài Việt Mỹ. Thì sau khi quan sát và xem thực tế những cái hình ảnh đó, anh có những cái suy nghĩ gì khi mà nếu mà so sánh về cái mức độ tổ chức và quy mô giữa những cái buổi lễ đó? Kính thưa cô Tạ Phong Tần, cũng giống như quý anh chị em theo dõi trên cộng đồng mạng, thì thưa quý vị như thế này. Tôi xin nói thêm một tí xíu nữa là ngay cả bây giờ bản thân tôi không phụ thuộc bất cứ một đảng phái hay một tổ chức nào hết. Tất cả những tiếng nói của tôi thì từ phát từ quan điểm cá nhân của tôi. Riêng về cái vấn đề là đối với ông Đào Minh Quân thì tôi cũng có một cái quan điểm hơi khác với một số mọi người. Thực sự là cái thông tin đó trên mạng hay là trên tất cả những phương tiện truyền thông đại chúng thì quý vị đã biết rất là nhiều rồi. Những cái thông tin như cô Tần đưa ra về những cái chương trình diễn hành hay những chương trình biểu tình hay những cái chương trình mà tất cả những cái sinh hoạt cộng đồng, thì theo tôi nghĩ rằng rất là nhiều bạn đã nói lên cái vấn đề này. Riêng bản thân tôi thì tôi nhìn ở một cái khía cạnh khác. Chúng ta đã từng nghe một câu nói là hình như của Mao phải không? Mèo trắng mèo đen miễn sao là bắt được chuột. Dạ, tôi đăng ký bình Rồi trong Đặng Tiểu Bình, thì trong cái cuộc sống của mình, trong cái phong trào chống cộng và trong những cái tinh thần của người Việt hải ngoại hay cả những người Việt trong nước, có hai cái quan điểm trái chiều. Một cái quan điểm cho rằng mà tất cả những anh em chúng ta mà đều phản đối những cái chính phủ tự xưng này, thì có một quan điểm là họ cho rằng ông Đào Minh Quân là một người đã tố giác, đã lên tiếng, đã tất cả những cái sai trái của chế độ cộng sản và chế độ cầm quyền nhà nước Việt Nam, ngay cả vạch mặt Hồ Chí Minh, tất cả những vấn đề đó. Thì đối với bản thân tôi á, trước đây tôi biết ông Đào Minh Quân rất là lâu, và lịch sử của ông ta thì như quý vị cũng biết rồi, ông ta từng theo một cái chính phủ lưu vong trước đây, và sau đó ông ta được 25 năm trước ông ta đã đứng, ông ta đã coi như là làm thủ tướng của cái chính phủ lưu vong này. Thì về cái quan điểm chống cộng thì tôi không bao giờ, trong cái cuộc sống của tôi chưa bao giờ chụp mũ bất cứ một ai nếu không có bằng cứng, bằng cớ. Trong xã hội cũng vậy, thì tôi không bao giờ nói rằng ông ta là người cộng sản. Tôi đã
Và những người theo ông Đào Minh Quân thì tôi thấy nó có thể mình có thể đưa ra ba cái thành phần. Thành phần thứ nhất là ảo tưởng, hoang tưởng. Thành phần thứ hai là ưa nổi danh nhưng mà không có một cái gì nổi danh thì để vô đó thì ưa lon lá. Và cái thành phần thứ ba nữa là thành phần ngu dốt. Có một cái thành phần thứ tư mà chúng ta không có bằng chứng thì chúng ta có thể nói thành phần thứ tư đó có thể là chính phủ của ông, cái tổ chức của ông. Tôi không bao giờ dùng từ chính phủ đối với ông nhưng mà tổ chức của ông có thể là một số người có thể là cộng sản nằm vùng hay là những người hay mang và đến với ông với cái tinh thần, nhưng mà ông với cái sự ngây ngô của ông hay là cái sự hoang tưởng của ông nhận người ta vô rồi những cái thông tin trong cái tổ chức của ông có thể làm cho lộ những cái thông tin bí mật và làm cho ảnh hưởng một số người đấu tranh trong nước. Trước đây á, tôi biết ông rất là nhiều nhưng mà tôi không lên tiếng bởi vì như tôi thấy giống như tôi nói là câu của Đặng Tử Bình là mèo trắng mèo đen miễn sao là bắt được chuột, bởi vì ông lên tiếng lên án cái chế độ cộng sản rất là nhiều. Nhưng mà từ cái ngày đúng ra là từ cái ngày 5 tháng 3 với cái sự kêu gọi biểu tình của linh mục Nguyễn Văn Lý á, thì cái tổ chức của ông đã nhảy vô và tiến danh và giành công, và sau đó tiếp theo sau đó là ông đưa ra những cái tuyên bố, những cái lời nói nó không phù hợp với cái tinh thần của người Việt Nam Cộng Hòa. Những cái lời nói của ông về những, như cũng rất là nhiều người nói rồi, là về chúng ta chống cộng sản và cộng sản sợ nhất là cái gì? Cộng sản sợ nhất là sự thật. Mà chúng ta chống cộng sản mà chúng ta đem cái điều dối trá để chống cộng sản thì làm cho ảnh hưởng rất là nhiều anh các chú là cựu quân lực Việt Nam Cộng Hòa, và chính những bản thân chúng tôi là những người thế hệ đi sau rất là tôn trọng cái lá cờ Việt Nam Cộng Hòa, mà ông ta dùng cái lá cờ và cái tinh thần Việt Nam Cộng Hòa để đưa ra những điều dối trá và bịa đặt để làm mê hoặc mị dân. Cái đó, cái mị dân là tôi nói rõ nhất, bởi vì như cái vấn đề ông ta nói về ông ta có thể là thu hồi 617 tỷ đô la của quan chức Cộng sản Việt Nam mà đã đầu tư trên nước Mỹ, thì thưa cái đó là một cái điều hoang tưởng. Và cái vấn đề đó tôi nắm được một cái vấn đề, đó là cái đạo luật Magnitsky á, mà tôi biết chắc rằng cái đạo luật đó là do ông tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng bên PTR ấy có thể là đấu tranh đã chế tài các cái quan chức Cộng sản Việt Nam, nhưng mà ông Đào Minh Quân nhảy vô. Cái thứ hai nữa là ông ta cho rằng là ngày 30 tháng 4 ông ta sẽ cho máy bay cho quân đội, và ông ta cho rằng là chính phủ ngày 30 tháng 4 tổng Tổng thống Donald Trump sẽ hộ tống ông ta về Việt Nam để giành lại đất tổ, không làm khổ dân. Một cái điều mà tôi nghĩ cái điều đó mà nhiều người tin được thì tôi cũng không hiểu nổi. Một cái rất là nhiều cái rồi, tất nhiều anh em đều nói rồi, như tôi đưa ra một cái quan điểm như thế này. Cứ cho là rằng nhiều người nói là ông ta là thủ tướng tự xưng và không ai bầu ông ta. Tôi, quan điểm của tôi cứ cho là rằng ông ta được toàn thể người dân hải ngoại này bầu ông ta làm tổng thống hay thủ tướng của chính phủ lâm thời đi chăng nữa, thì thưa các bạn, chính phủ Hoa Kỳ không bao giờ yểm trợ cho bất cứ một tổ chức nào lật đổ một chính quyền mà đã có bang giao với Hoa Kỳ và nằm trong Liên Hiệp Quốc. Đó là một cái điều chính xác, và quý vị không thể không có thể, tôi nhắc cho quý vị biết vào năm, hình như là năm 2007, thì có tháng 6 năm 2007 ông tướng Vàng Phao của Lào đã tổ chức một cái không gọi là chính phủ, nhưng mà ông ta bị chính phủ Mỹ bắt giữ tại California với cái cáo buộc là đứng đầu một cái âm mưu lật đổ chính phủ Lào bằng cái số vũ khí và thiết bị được chuyển giao đến Thái Lan. Thì sau đó thì ông Vàng Phao đã bị bắt và đã bị bỏ tù. Thì cái thời gian không có nhiều, chúng ta cũng không nói, quý vị có thể lên trên mạng thì quý vị có thể viết biết được cái tướng Vàng Phao của Lào lúc ông bị bắt là năm đó là 77 tuổi, không biết bây giờ cái số phận ông ra sao. Về cái đó là chúng tôi muốn nói rằng cho dù cái tổ chức của ông được sự yểm trợ của các cộng đồng hải ngoại này đi chăng nữa thì không bao giờ chính phủ Mỹ yểm trợ ông để lật đổ chính phủ Sài Gòn.
chính phủ xin lỗi chính phủ cộng sản Việt Nam cộng cộng sản. Cái nhân tiện đây chúng tôi cũng nói muốn nói thêm là nếu muốn thay đổi cái chế độ trong nước thì cái điều duy nhất là chỉ có người trong nước đứng dậy thay đổi chế độ, và tất cả những cái tổ chức trên thế giới, ngay cả chính phủ Mỹ hay người Việt hải ngoại, chỉ có nhiệm vụ là yểm trợ và có thể giúp đỡ nếu sau này đất nước thay đổi. Đó là điều chúng tôi muốn khẳng định với quý vị. Thì để cho làm gì? Thưa quý vị, có nhiều người có nhiều cái quan điểm, thôi ai tin kệ họ, mình không tin thì thôi. Đối với người ở hải ngoại này thì tôi thực sự ra tôi không nói làm gì, bởi vì ai muốn tin thì cứ tin, anh ta có quyền, anh có quyền tự do, chị có quyền tự do suy nghĩ của anh. Nhưng mà cái điều mà quan trọng chúng tôi muốn nói ở đây là rất là tội cho đồng bào trong nước. Dạ, nếu vậy tin vào những cái điều, anh có những nhắn cái điều gì sai cho trái đồng bào trong nước không? Hả? Anh có nhắn gì cho đồng bào trong nước không? Đây là cái điều tôi muốn nhắn nhủ. Thì như hồi nãy giờ tôi nói cũng là một điều nhắn nhủ. Quý vị đừng bao giờ trông chờ vào bất cứ một cái tổ chức nào ở hải ngoại có thể đem quân đội, đem tiếng nói hay đem cái gì về để thay đổi cái chế độ trong nước. Mà việc đó là chỉ có quý vị làm mà thôi. Chúng tôi ở hải ngoại này có rất là nhiều tổ chức. Có thể lên tiếng với Quốc hội Hoa Kỳ, có thể lên tiếng với các dân biểu thượng nghị sĩ, dân biểu liên bang và tiểu bang, có thể ra những nghị quyết và có thể lên tiếng với các tổ chức nhân quyền trên thế giới để giúp đỡ cho quý vị, đứng lên dành tiếng nói cho quý vị. Chứ chúng tôi hoàn toàn không có khả năng và không có được phép, nếu chúng tôi là một người công dân Hoa Kỳ, chúng tôi không được phép cổ suý cho những hành vi bạo lực, bạo động và lật đổ một chế độ, một chính quyền mà đã có ban giao với nước Mỹ và nằm trong cái tổ chức Liên Hiệp Quốc. Đó là cái vấn đề quý vị nên khẳng định lại, và quý vị đừng bao giờ tin những cái tổ chức nào ở hải ngoại có thể giúp được quý vị điều đó để cho quý vị phải đem thân vào vòng lao tù và có thể ảnh hưởng đến tính mạng của quý vị. Đó là cái điều tôi khẳng định và muốn nhắc nhủ cho quý vị. Và thời gian gần đây, trong mấy ngày đây thì anh cũng thấy rằng cái tình hình ở trong nước nó rất là lộn xộn, và nhất là cái tình trạng mà vô pháp, vô thiên, nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam mới dùng cái lực lượng là côn đồ lẫn bị lực lượng côn đồ bị mua chuộc, lẫn cái lực lượng công an ninh giả danh côn đồ để là dùng những cái biện pháp côn đồ chứ không phải là biện pháp pháp luật để mà đàn áp người đấu tranh trong nước. Ví dụ như trường hợp cô Lê Mỹ Hạnh và ba hai người bạn gái là bị xông vào đến tận nơi ở để mà đánh một cách dã man. Rồi cái trường hợp anh Nguyễn Hữu Tấn ở Vĩnh Long mới bị bắt có một ngày, vô đồn công an Vĩnh Long thôi là bị là cắt cổ chết rồi. Mà chúng ta đều biết rằng cái trường hợp ở trong đồn công an như vậy đó, nạn nhân không có cách gì tự mình tự tử được hết á. Cho nên anh có những cái nhận xét gì và những lời nhắn gửi gì với đồng bào quốc nội về những cái trường hợp như trên? Kính thưa quý vị, thì cái vấn đề mà chính quyền, cái nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam dùng những cái biện pháp côn đồ để đàn áp, trấn áp nhân dân thì không phải đến hôm nay mới có. Từ cái ngày chúng cướp miền Nam và thì chúng đã dùng những cái biện pháp rất là côn đồ, không qua một cái tòa án, một cái xét xử gì hết. Chúng có thể dùng cái quyền lực chúng để có thể là đánh đập hay tra tấn, tra khảo và giết chóc bất cứ ai chúng muốn. Nhưng đến thời điểm hôm nay, càng ngày chúng ta càng thấy rõ cái bộ mặt đó, bởi vì cái thời đại thông tin và Internet, mạng Internet toàn cầu, và cũng xin cảm ơn anh Mark Zuckerberg có cái mạng Facebook rất là hay, thì cái thông tin mới được lộ ra. Quay lại cái vấn đề cô Lê Mỹ Hạnh hay là anh Vương Văn Thả hay cả anh Nguyễn Hữu Thắng, thì chúng tôi dĩ nhiên trong một cái xã hội dân chủ bao giờ cũng có hai cái ý kiến trái chiều. Nhân tiện đây chúng tôi nói về tâm lý luôn, cho dù bạn có hiền cách mấy đi chăng nữa, bạn sống có tốt cách mấy đi chăng nữa thì cũng sẽ có người ghét bạn. Không có thể nào bạn sống mà 100% người đời thương yêu bạn. Ngay cả Chúa Giê-xu cũng có người ghét, ngay cả Phật Thích Ca cũng có người không ưa. Quay lại vấn đề, chúng ta phải nên nói lên tiếng nói của mình, thì chúng ta không có, miễn sao chúng ta nói tiếng nói xuất phát từ lương tâm và của chúng ta thì chúng ta không có ngại. Cái vấn đề của cô Lý Mỹ Hạnh thì cô Tạ Phương Tần cũng biết là có nhiều cái ý kiến trái chiều cho rằng cô ta là an ninh, cô ta là dân chủ cụi, hay là những cái vấn đề mà cô ta là người đã thức tỉnh. Để tôi nói sơ về một cái vấn đề đó, chúng ta luôn luôn kêu gọi những người quân đội, những người công an, những người nằm trong cái chính quyền, cái nhà cầm quyền cộng sản quay về với nhân dân. Thì
Cô Mỹ Hạnh này trước đây đã từng ở trong quân đội, ngay cả bản thân cô Tạ Phong Tần trước đây cũng đã từng là một đại quý công an. Thì chúng ta nên, thực sự chúng ta nên yểm trợ những người đó để những người khác có thể nhìn thấy những cái tấm gương đó mà quay về với nhân dân, hay là một ngày nào đó có thể đóng góp vào cái công cuộc thay đổi xã hội. Một người nào đó họ mới nổi lên, họ quay lại, họ nói lên tiếng nói đấu tranh, thì chúng ta đã chụp cho một họ một cái mũ cộng sản hay một cái mũ dân chủ cùi với những cái chứng cứ chưa đủ thuyết phục. Tôi có thể nói tôi không phản bác một số người, họ kêu rằng họ sẽ đưa ra những cái chứng cứ sau này. Nhưng mà theo đối với quan điểm của tôi thì khi nào có chứng cứ chúng ta hẳn nói. Cái vấn đề mà xã hội mà đưa đánh những xã hội đen mà tôi phải dùng cái chữ tôi hay dùng là đó là xã hội đỏ chứ không phải xã hội đen. Xã hội đen đang tuyên chiến với xã hội đỏ. Xã hội đỏ có nghĩa là chúng là những thành phần chưa thể cho chúng là giang hồ được, nhưng thành phần có thể là cái nhà cầm quyền cộng sản dùng họ để trấn áp những người đấu tranh. Thì cái chuyện đó trên mạng nó nói cũng rất là nhiều rồi. Cái quan trọng nhất là người dân chúng ta thấy được cái điều đó thì chúng ta phải lên tiếng, và lên tiếng càng nhiều chúng ta càng thì cái xã hội mới mong có ngày thay đổi. Thì cũng rất là mừng, cũng có một số người xã hội đen đã tuyên chiến với xã hội đỏ, và cũng rất là nhiều người lên tiếng về cái vấn đề cái cậu Phạm Hùng, Phan Hùng này vừa bị công an bắt mà cũng vô trong cái đồn công an mà cũng livestream để thách thức. Và cái vấn đề của cậu này không phải, đối với tôi là không phải là cái vấn đề cậu ta đánh người phụ nữ là chúng ta đáng khinh bỉ rồi, mà sau đó cậu ta tuyên chiến với tất cả những người đấu tranh dân chủ và tuyên chiến với những người tôn trọng lá cờ vàng, và cậu ta sẽ tuyên chiến là cậu ta sẽ đánh tất cả mọi người với một cái phương cách chính quy hơn. Và trên mạng nó cũng rất nhiều cái thông tin cậu ta đã đứng sau lưng một tay đại tá công an an ninh hay là một tay trung tá an ninh gì đó. Thì đó là một cái sự tuyên chiến đối với cái phong trào đấu tranh dân chủ, chứ không còn đơn giản là một cái vấn đề đánh cái cô Lê Mỹ Hạnh là dân chủ cụi hay dân chủ thực sự. Quay về cái vấn đề thứ hai là anh Vương Văn Thả. Cũng anh Vương Văn Thả là một người thì rất là nhiều, cũng gần hơn 3 tuần anh ta lên tiếng chửi chế độ cộng sản. Và trong cái thời gian anh ta đã từng, trước đây anh ta đã từng ở tù, nhưng mà bây giờ thời gian anh ta chửi thì anh ta bắt được cái thông tin của ông chính, của cái tổ chức Đào Minh Quân, và ông ta kêu gọi mọi người đốt xe, đốt nhà, và sau đó sẽ được cái tổ chức này lấy lại đất tổ, không làm khổ dân. Tôi thấy chưa lấy đất tổ mà dân khổ quá trời rồi, thì sẽ chi trả cái vấn đề đó cho người dân. Và khi anh ta thấy được sự thật thì anh ta quay lại tố giác cái tổ chức của cái đó nữa. Và đến bây giờ thì tôi mới đọc được một cái tin thì nghe nói, nhưng mà thực sự là anh ta đã chấp nhận thú tội chẳng hạn như vậy. Quay về cái vấn đề thú tội cũng hơi dài dòng tí xíu cô Tần. Dạ, thú tội cứ nói tự nhiên. Rất là nhiều người đấu tranh có thể họ vô đồn công an với một cái sự đánh đập, một sự tra khảo, ngay cả như bạn thấy, các bạn thấy anh Nguyễn Hữu Tấn chỉ một đêm đã bị cắt cổ, đã bị đập đầu chết rồi. Thì có thể những người vì bảo toàn tính mạng có thể họ phải nhận tội để họ được ra ngoài, để họ được có thể là họ thay đổi phương thức đấu tranh để họ giữ toàn mạng sống. Bởi vì bất cứ ai cũng nên yêu cái bản thân của mình, yêu cái đời sống của mình, bản thân mình và yêu cả gia đình mình, thì có thể nó bị một số hạn chế. Thì cái vấn đề anh Vương Văn Thả cũng quay lại, nó dính hơi dính với cái chính phủ, cái tổ chức của ông Đào Minh Quân. Thì chúng tôi cũng muốn nói, nhân tiện quay lại một cái vấn đề nữa, là có nhiều người nói là cái tổ chức của ông Đào Minh Quân đã kêu gọi được rất là nhiều người, vạch rõ được cái xã hội cộng sản cho nhiều người sáng mắt ra. Mà thực sự tôi thấy, theo tôi thấy, những người mà đã sáng mắt, đã lên tiếng thì đã lên tiếng rồi, còn những cái người mà ký vô ủng hộ hơn 1 triệu phiếu để mà ủng hộ cái tổ chức đó thì đa phần là những người nông dân ít học, và trong nằm trong ba cái bốn cái thành phần mà tôi đã nói với quý vị trong cái lúc đầu đó. Quay rồi đến cái vấn đề của anh Nguyễn Hữu Tấn thì theo tôi thấy là cũng rất là nhiều người lên tiếng rồi.
đặc biệt là anh quý vị nếu vô cái Facebook của anh Phạm Văn Thành thì ảnh liên lạc rất là kỹ, và mới vừa rồi ảnh cũng đã liên lạc với cô chị ruột của Nguyễn Hữu Tấn và nói rằng thì cái chuyện này thì nó hơi 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 không có được official lắm, có nghĩa là anh Phạm Văn Thành nói thì gia đình của anh Tấn này á, tất cả như mọi người đều nghe về báo mộng, là anh ta về báo mộng là báo rằng là bị đập đầu, bị cắt cổ, và cái vấn đề đập đầu là người em của cậu Tấn này đã có hình ảnh chụp về bị đập đầu, thì không thể nào một người bị đập đầu tự tử mà đập đầu và cắt cổ rồi. Phân tích cái vấn đề đó thì trên mạng nó cũng nhiều lắm, chúng ta cũng không nên tốn thời gian về vấn đề đó, nhưng mà đằng sau cái vấn đề đó là cái gì? Đằng sau cái vấn đề đó là chúng ta thấy rằng cái dĩ nhiên là chúng ta ngồi ở hải ngoại này chúng ta nói hơi nhiều thì cũng tội cho người trong nước lắm, nhưng mà người trong nước mình chưa thấy, chưa mạnh dạn được. Từ khi mà cộng sản nó thấy rằng người dân hơi bắt đầu bớt sợ, nó bắt đầu lên tiếng, bắt đầu cầm cờ vàng, thì chúng dùng những cái hình thức trấn áp mạnh mẽ hơn. Và cái vấn đề mà giết Nguyễn Hữu Tấn là một cái tiếng chuông để báo động cho người trong nước thấy rằng chúng ta im lặng chúng ta cũng chết, nhưng mà chúng ta lên tiếng thì có thể chúng ta sẽ hy sinh, có thể chúng ta sẽ chết, nhưng mà chúng không không thể nào giết hết toàn dân được, cũng không thể giết hết một người hai người, chúng có thể giết được cái 100.000 người, 1 triệu người thì không thể nào giết được. Thì cũng không thể nào so sánh được cái xã hội cộng sản, bởi vì trên toàn thế giới này chỉ có 4 nước còn lại là nằm trong chế độ cộng sản, với một cái nền kinh tế kiệt quệ, thì so sánh với hàng trăm nước với cái chế độ dân chủ tư bản thì quý vị cũng đủ hiểu rằng cộng sản với tư bản thì nơi nào tốt đẹp hơn. Ở những cái nước bình thường á, không cần phải nói đến Mỹ hay Canada, mà những cái nước tương đối có dân chủ như Ấn Độ hay là Thái Lan, thì nếu một người chết không rõ lý do ở trong một cái cơ quan công quyền thì hầu hết người dân đều lên tiếng và xuống đường. Có thể một người chết có thể dẫn đến cái sự sụp đổ của một chế độ, nhưng mà đối với Việt Nam mình thì mấy ngày qua thấy cũng rất là buồn. Sống trong cái chế độ cộng sản thì cái nỗi sợ hãi càng ngày nó càng tăng, nhưng mà chúng tôi chỉ muốn nói rằng đời người ai cũng chỉ một lần chết, và quý vị có sợ hãi, có hiền lành giống như anh Tấn đó, một người rất là hiền lành cũng bị chết một cách rất là oan uổng, thì quý vị có thể tự suy nghĩ và tự làm những điều gì. Chứ còn chúng tôi kêu gọi thì quý vị kêu rằng các ông giỏi thì cứ về Việt Nam mà đấu tranh. Thưa quý vị, cái câu đó chúng tôi cũng nghe nhiều rồi. Nhưng mà chúng tôi xin khẳng định lại, quý vị đấu tranh là cho quý vị, chúng tôi lên tiếng là giúp đỡ quý vị. Chúng tôi không có nhu cầu phải về Việt Nam để đấu tranh để giành lại đất nước cho chúng tôi, bởi vì chúng tôi là công dân Hoa Kỳ. Con cái chúng tôi lớn lên ở đây và chúng tôi chết, chúng tôi cũng có thể chôn xác ở đây, và dòng họ từ đời tôi cho tới đời sau, các đời sau sẽ lấy Hoa Kỳ làm quê hương của chúng tôi. Thành ra chúng tôi không có nhu cầu để mà về đó mà để mà đấu tranh cho quý vị. Quý vị hãy tự đấu tranh để giành lấy độc lập, tự do, nhân quyền cho mình lại. Dạ, xin cảm ơn anh Nhất Nguyên về cái buổi trao đổi rất là hữu ích này. Cảm ơn quý khán giả đã chú ý theo dõi chương trình. Chào tạm biệt quý vị. Rồi, xin kính chào, chào cô Phong Đằng, bởi vì rất là nhiều vấn đề cũng cần phải nói nhưng mà thời gian không cho phép, nên xin Dạ. hẹn quý vị một lần khác. Dạ. Cảm ơn cô, Dạ. cảm ơn tất cả quý anh chị em đã nghe theo dõi cái chương trình.